chưa? Bánh mực á. Bởi vì mấy thầy kêu cái này nó dài á, nó dài. Mỗi người được một cái thôi. Sợ nhiều một người. Bánh mực á. Bấm cái món mực. Bánh mực lấy đi, lấy cái thẻ, lấy cái giấy nữa đưa lắm. Ăn gì ăn lẹ vậy, chồng chồng ăn cơm. Ăn cái bánh tôm. Trời ơi, một tiếng đồng hồ. Ăn được bánh tôm rồi đó. Chú anh Nhật bạn ăn lẩu. Nè, coi cái like đằng sau kìa. Dài lắm, dài lắm. Nóng. Dơ lên. Ngược lại. Quá trời chứ. Không, tôm bự đàng hoàng. Tôm lớn đàng hoàng. Trời đó. Anh ngược lại. Bánh kem bể tùm lum hết trơn đây nè, bánh đang còn nguyên xi nè. Anh quen đi. Đó, các bạn mua được bánh ở đấy. Nó bẻ nó giòn lắm. Dưỡng nhân đứt quá. Mua được cái bánh mừng quá trời. Các hàng phía hồ mới được. Đâu chỗ mình đâu rồi ta? Ở chỗ này chờ xuất khẩu. Đây nè. Hôm qua nó chợ nè. Châu đâu rồi con? Chơi đã rồi bây giờ đi ăn trưa, đi ăn cơm trưa. Ở đây ăn món Việt Nam. Ăn cơm trưa xong rồi đi chơi tiếp. Tối về khách sạn, à, ta chưa ăn. Tối về khách sạn.
đi bánh xèo là ăn canh, canh chua cá kho tộ bánh xèo. Mê bánh xèo, mình mê bánh xèo. Chị mình cũng vậy. Không bánh xèo đấy. Không biết chứ ăn ngon thì ăn, dở thì bỏ lại. Ăn món Việt Nam gì. Rồi sắp chia tay rồi. Chia tay rồi. Buồn. Mới gặp lại. Buồn 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 buồn. Buồn làm chi em ơi. Đó, đi ăn trưa mà cũng cũng lộn xộn mà. Lộn xộn mà. À, cái đàn này con cháu này mệt ghê. Đi ăn trưa mà cũng lộn xộn mà. Bánh xèo, hủ tiếu Việt Nam gà đành gà. Dạ trên lầu kìa. Sẽ dẫn mình tới đó. Vô 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 vô. Lên lầu. Đi đâu ồn ồn mèo ẻo trơn. Kỳ cục chứ. Tao nói ồn ồn ồn. Tao lên tao đổ một cái con cao. Ở đây nhà hàng lúc nào có trên lầu. Một ở trên lầu hai là gì đó. Không có nhà hàng nào ở mặt bằng. Một trên là lầu 5, lầu 7. Hai là dưới đất tầng hầm. Việt Nam, nhà hàng Việt Nam, Việt Nam, các anh gác cổng, kiki, wow lên, đủ nơi ăn đủ chỗ. Đưa qua đó hả? Đâu có chỗ sống được. Được mấy phao cả? Xuống được mấy phao? Xuống mấy phao? Em là giao xuống 10 phao. Đi du lịch mà mình thay ẹt là mình có lỗi với tổ nghiệp phải không? Mình phải về mình thay ẹt lại. Mình đi du lịch là không có gì đó em. Không, 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 không.